Xin chào bác nha, chào anh em. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay thì em có một mẫu đẩy 4 kênh cực kỳ xịn sò cho bác anh em. Đến từ thương hiệu của Atesao, Atesao D4800. Mà một mẫu đẩy vừa mới về thôi, vừa mới ra mắt của Atesao. Nhưng em test thử luôn chất lượng cho bác anh em đúng không? Em vừa test một đoạn nhạc để anh em có thể nghe được chất âm của em nó. Và em test luôn cái chức năng bảo vệ loa của em nó cho bác anh em luôn. Khi mà tắt đột ngột hay là mở đột ngột thì có công suất lớn, thì khi tắt em nó sẽ bảo vệ loa ngắt toàn bộ tín hiệu ra loa các bác nhá. Ngắt toàn bộ luôn để tránh cái trường hợp là bị nổ, gây nổ ra loa, hay là khi mà các bác anh em đang để cái công suất lớn các bác mở lên thì em nó sẽ đóng nghe, sau đó thì sẽ tăng nhạc dần dần lên. Đấy. Rất tiện lợi, rất an toàn cho anh em. Mẫu đẩy chính hãng đến từ thương hiệu Atesao thì những sản phẩm trước đó thì anh em đã biết rồi đúng không ạ? Về những mẫu vang hay những mẫu đẩy 4 kênh công suất lớn 80 sò của Atesao được anh em đón nhận rất tốt. Và đây là một sản phẩm mới bên em đã test thử cho anh em rồi. Đảm bảo các bác anh em về sử dụng em đẩy 4 kênh này sử dụng gia đình thì quá tuyệt vời. Đấy, tiếng sáng sạch sẽ và cực kỳ an toàn, công suất lớn nữa. Đây là hình thức mặt trước của em nó các bạn. Đấy, mặt trước của em nó đây. Mặt, kim loại rất dày cho bác anh em nhé, để cho anh em có thể để ở tủ sự kiện, bắt tủ sự kiện cực kỳ chắc chắn cho anh em luôn. Size phía sau size ngắn các bác ạ. Size ngắn luôn để anh em có để ở tủ hay là kệ tivi gia đình thì nó không bị vướng. Và đây, không thể nào thiếu được những cái tem hàng chính hãng đúng không ạ? Quay cho anh em xem luôn. Và mặt sau luôn các bác nhá. Em quay thử mặt sau cho anh em luôn với các cổng kết nối. Em này kết nối rất tiện lợi quá. Kết nối thì nó sẽ có các cổng kết nối đầu đầu vào bằng ca lông đây, nhận tín hiệu ca lông. Và đầu ra bằng lưu trích. Cổng ra lưu trích cho anh em đây ạ. Tất cả những dây rắc này thì bên em sẽ tặng kèm cho bác anh em nhé. Nên anh em sẽ không phải hỏi em xem là em ơi về đấu nối kiểu như nào, được dây rắc ra sao. Em sẽ tặng đầy đủ cho bác anh em luôn. Và báo ship về tận nhà cho bác anh em luôn các bạn. Hàng chính hãng của Atesao thì sẽ được bảo hành 24 tháng, một đồng một trong vòng 6 ngày cho bác anh em luôn. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra đúng hàng, các bác thanh toán thôi. Những em đẩy Atesao D4.8 này như theo công suất mà ghi ở trên đây thì 4 kênh nhân 800W. Đấy. Đấy là nếu mà như theo thông số ghi ở trên này. Đấy, chúng ta có thể hiểu như thế. Để các bác anh em có thể về sử dụng đánh cặp loa ở gia đình như hai cặp loa full 30-40 từ 19 con 76 thoải mái. Dư sức luôn các bác ạ. Anh em có nhu cầu mà lấy về để kinh doanh hay là các bác anh em lấy về sử dụng gia đình thì các bác liên hệ trực tiếp qua bên em nhé. Giá thì cam kết cho các bác anh em luôn. Giá đẹp nhất thị trường cho anh em các bác nhé. Và anh em đang xem video của bác có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của bên em. Và anh em đang xem video đừng quên ủng hộ xem nút like và đăng ký kênh.